Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 28 tháng 4. Ở Việt Nam đó, hôm nay các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi là ngày 29 tháng 4. Và hôm nay là một ngày mà cũng khá là đặc biệt Tại vì hôm nay là một ngày mà có rất nhiều những công ty lớn như là công ty Twitter, công ty Amazon, công ty Apple đưa ra cái thống kê quý 1 xem coi là họ thu nhập như thế nào Nhưng mà có thể chia sẻ với các bạn là thống kê như thế nào hay nữa đó có tối cũng có mà xấu cũng có Nhưng mà sau khi mà chia sẻ đó thì cổ phiếu nào cũng đi xuống ngày hôm nay Hầu như thị trường ngày hôm nay đó không thích bất cứ một cổ phiếu công nghệ nào hết Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa Và sau đó Chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về một số những cái thông tin nổi bật trong thị trường crypto này. Trước hết á, nhìn về giá của BTC thì các bạn thấy được là giá bây giờ thì cũng cao hơn hôm qua thời điểm này một chút. Bây giờ là mức là khoảng 39.500 đô và cái mức giá này ra thật ra cũng đã thấp hơn cái mức cao của ngày hôm nay là khoảng 40.300 sau đó giá lại đi ngược trở xuống bây giờ mức là 39.500 thì nói chung mức giá này đó cũng đỡ hơn mức giá của ngày hôm qua cũng đã có một cái sự hồi phục lại một chút và chúng ta có thể nhìn vào trang coin 360 đó thì các bạn thấy được là có màu xanh có màu đỏ nhưng mà cũng không có phải là xanh lắm hay đỏ lắm Nghĩa là cái sự di chuyển cũng không có nhiều chúng ta có thể nhìn vào trang coin gold đó thì các bạn thấy được là BTC thì cũng tăng một chút à, tăng tăng 0,3% trong thời gian là 24 giờ qua Ethereum đó thì uh, tăng 1,2% BNB thì tăng 3,8%, những đồng khác thì xuống, các bạn thì được là chúng ta có Solana xuống một chút, 1,9%, XRP thì cũng tương tự, Terra Luna thì xuống 4%, uh, Cardano thì coi như đi hàng ngang và Polkadot cũng coi như đi hàng ngang. Nói chung thì hôm nay đây thì dùng crypto uh, có một số những đồng như là Ethereum, BNB thì tăng lựa trưởng một chút so với giá ngày hôm qua, nhưng mà phần lớn nó cũng có màu đỏ nhưng mà cũng không phải là đỏ lắm. Và chúng ta có thể nhìn vào uh, một cái thông tin lớn hồi sáng này khi mình thức dậy đó là vừa thức dậy đây cái thông tin liên quan đến cái chỉ số GDP có nghĩa là Gross Domestic Product đó có nghĩa là cái chỉ số tổng sản lượng quốc nội đã giảm 1,4% trong quý 1 và đây là cái lần giảm đầu tiên từ khi mà chúng ta thấy được là cái đợt giảm của GDP hồi cái quý 2 của năm 2020 có thấy được là cũng đã 2 năm rồi chúng ta không thấy GDP giảm xuống, lần này là thấy GDP giảm xuống và những nhà đầu tư đó họ kỳ vọng là chúng ta thấy GDP tăng 1% nhưng mà không những không tăng mà còn giảm 1,4% nữa, có nghĩa là hôm nay chúng ta thấy được là đã thấp hơn kỳ vọng của những nhà đầu tư tới 2,4% lận. Thì đây là cái dấu hiệu, có thể nói được là dấu hiệu đầu tiên cho chúng ta thấy cái khả năng của một cái cuộc uh, suy thoái tài chính sắp đến. Đây là cái lần đầu tiên tại vì chúng ta đã thấy được là có rất nhiều những ngân hàng, những nhà đầu tư họ nói là sẽ có khả năng có khủng hoảng tài chính nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Đây là dấu hiệu đầu tiên là cho chúng ta được là GDP quý 1 đã giảm 1,4%. Mặc dù là như vậy, có thể các bạn đọc thông tin này các bạn nghĩ là hôm nay đó thị trường sẽ là một màu đỏ nhưng mà ngược lại, các bạn được chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đi. Chúng ta sẽ thấy được là Dow Jones kết thúc hôm nay đó là không những giảm mà còn tăng 1,85%. Chỉ số S&P 500 đó thì cũng tương tự tăng 2,47% và đặc biệt Nasdaq đó thì lại tăng 3% bảy phần trăm có thể thấy được là chúng ta khi mà nghe nói tới tin đồn là cung quản tài chính thì thị trường là màu đỏ nhưng mà khi có dấu hiệu cung quản tài chính có thể xảy ra thì thị trường đã là màu xanh cho nên thùng mới chia sẻ với các bạn ngày hôm qua là thị trường lúc nào cũng sẽ có nhiều bất ngờ cho các bạn các bạn sẽ không bao giờ có thể biết được cái sự bất ngờ của thị trường là như thế nào đâu hoàn toàn sẽ không như các bạn nghĩ thì cũng có một số những giả thuyết tại sao mà chúng ta thấy được là chỉ số GDP là con số âm mà chứng khoán hôm nay lại là màu xanh thì có một số giả thuyết cho đó là lý do là tại vì chúng ta sắp sửa thấy Fed hợp trong cái tháng 5, tôi sẽ chia sẻ cái ngày với các bạn một lát nữa thì nhiều người cho là khi mà chúng ta thấy những cái dấu hiệu như là GDP sụt giảm đó thì có thể là Fed sẽ không có những cái quyết định mà tăng lãi suất quá cao nữa cho nên thị trường mới xanh trở lại ở đây cũng là một giả thuyết mà thôi nhưng mà trên thực tế đó các bạn thấy được là thị trường Nasdaq đó, chỉ số đó tăng trở lại nhưng mà chỉ số Nasdaq sau khi đóng cửa đó chúng ta nhìn vào chỉ số futures bây giờ đó là đang là con số âm là trừ 1,05% tại vì sao tại vì có một số những cái tài liệu liên quan đến báo cáo thu nhập mà thường muốn chia sẻ với các bạn còn lại thì chúng ta thấy được chỉ số S&P futures sẽ cũng xuống 0,43% và chỉ số Dow Futures thì coi như đi hàng ngang Cộng 0.05% Chúng ta có thể nhìn vào thị trường dầu Thì chúng ta thấy được là hôm nay thì cũng tăng lợi một chút Ở một mức là 105 đô cho một thùng dầu Vàng đó thì hợp đồng bây giờ là mức khoảng chừng 1 4 đô Hôm nay cũng tăng ngược trở lại một chút 0.67% Và chúng ta có thể bắt đầu nói tới là công ty chia sẻ báo cáo quý 1 đầu tiên thì chính là công ty Twitter thì công ty này đã chia sẻ báo cáo quý theo thường nhớ là trước khi mà mở cửa chứng khoán nữa đúng rồi họ đã chia sẻ là trước khi chứng khoán mở cửa thì có thể các bạn nhìn thấy được thông tin của Twitter đó thực sự không có tệ như là nhiều người nghĩ chúng ta thấy được là bây giờ đó Twitter báo cáo quý 1 là mỗi một cổ phần đó thì họ đã có cái phần là 4 cent Thay vì những nhà đầu tư chỉ kỳ vọng có 3 cent mà thôi Chứ nghĩa là thu nhập mỗi cổ phần Đã cao hơn kỳ vọng Còn thu nhập tổng đó thì là 1,2 tỷ So với lại kỳ vọng là 1,23 Thì coi như là cũng ngang hàng với nhau mà thôi Cũng thấp hơn một chút Nhưng mà cũng không có đáng kể Và chúng ta thấy được là cái số lượng người sử dụng Twitter thường xuyên hàng ngày mà họ có thể kiếm ra được tiền đó thì con số người đó đã lên tới 229 triệu so với kỳ vọng là 226,9 triệu mà thôi thì coi như cũng cao hơn kỳ vọng thì nói chung báo cáo thu nhập của Twitter đó nói chung thì cũng không có xấu và cũng không có tốt có nghĩa là cũng cỡ như là kỳ vọng và chúng ta thấy được là cổ phiếu Twitter ra sao cổ phiếu Twitter đó thì hôm nay hầu như là đi hàng ngàn, không tăng không giảm các bạn thấy được là cộng 0.97% nhưng mà sau khi đóng cửa đó thì lại trả trở về 0.63% thì cái tình hình liên quan đến khai báo quý 1 của Twitter coi như cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu của Twitter ngày hôm nay nhưng mà nói tới Twitter đó thì các bạn thấy được là bây giờ ra nhiều người hỏi Elon Musk là sau khi đã mua Twitter rồi thì sẽ mua cái gì tiếp thì Elon Musk cũng đang trô mọi người nói là đây là Musk sẽ mua Coca-Cola rồi sau đó sẽ để thuốc phiện cho vào Coca-Cola. Thì có nhiều bạn không biết đó, trước đây, hồi xưa đó khi mà Coca-Cola bắt đầu đó, bán Coca đó, thì trong Coca họ có thật sự để thuốc phiện trong đó để cho mọi người nghiện và mua thêm sản phẩm của họ, rồi sau đó đã bị cấm. À, nhưng mà <laughs> Elon Musk nói sẽ mua và sẽ để trở lại như là trước đây. Nhưng mà đương nhiên Elon Musk sẽ là troll mọi người thôi. Sau đó nữa đó thì... À, có một số người uh, Joe Elon Musk nói là Elon Musk sẽ mua lại McDonald sau đó sẽ sửa hết tất cả những cái máy kem của McDonald thì có thể là nhiều bạn cũng không rành hồi xưa lúc mà thường còn trẻ đó còn học high school đó thường làm McDonald 2 năm lúc mà học high school đó là từ lúc 14 tuổi rưỡi cho đến 16 tuổi rưỡi là thường làm việc cho McDonald những bạn nào mà đã từng đi ăn McDonald đó mà muốn mua kem của McDonald đó thì cái máy làm kem McDonald lúc nào cũng bị hư hết á và có rất là nhiều những cái thuyết âm mưu sau lưng tại sao cái máy làm kem của McDonald lúc nào cũng bị hư như vậy cái thuyết âm mù này thật là dài cho nên mình sẽ không có chia sẻ trong video này nhưng mà ngay cả là Musk nói là ngay cả là Musk cũng không thể uh, có thể thay đổi được điều đó đâu tại vì thuyết âm mưu này rất là sâu tuy nhiên là Musk troll mọi người mà thôi nhưng mà cái mà Musk không có troll đó là chúng ta thấy thông báo là hồi thứ ba mới đây đó là Musk thực sự đã bán tổng cộng là 4 tỷ đô la cổ phiếu của Tesla. Thì đương nhiên nhiều người cho là lý do là sao mà Elon Musk bán 4 tỷ đô la cổ phiếu Tesla tại vì để thu mua lại công ty Twitter. Nhưng mà các bạn có nên nhớ là cái số tiền cần tới 44 tỷ lần. 4 tỷ này thực ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thì cũng có thể là Elon Musk nó cần phải đặt cọc hay cái gì đó cho nên mới cần phải bán đi 4 tỷ đô la cổ phiếu Tesla của mình. Tuy nhiên tại vì Elon Musk đâu có sẵn tiền mặt đâu, đâu có hai mà để mấy tỷ đô la tiền mặt trong ngân hàng sẵn để mà đi thu mua công ty như vậy. Cho nên việc bán cũng là việc mà dễ hiểu mà thôi. À, và Elon Musk cũng đã nói là sẽ không có ý định tiếp tục bán cổ phiếu Tesla nữa cũng có nghĩa là Elon Musk sẽ đi vay mượn cái phần còn lại để mà hoàn thành cái deal này với lại Twitter và chúng ta có thể được cổ phiếu Twitter thì không có di chuyển nhiều ngày hôm nay nhưng mà sau khi mà có cái thông tin đó các bạn thấy được là tài liệu này đó các bạn nhìn thấy cái chữ close có nghĩa là đây là cái giá đóng cửa của của Tesla ngày hôm nay thì không có thay đổi ở mức là 877 đô sau khi cổ phiếu đóng cửa rồi đó thì mới có cái thông tin là Elon Musk bán đi 4 tỷ đô la của Tesla dẫn đến là cổ Tesla xuống 2,62% sau khi đóng cửa và đây là cái đợt báo cáo quý có thể là cuối cùng của công ty Twitter như người cho là như vậy tại vì khi mà thu mua thành công đó thì là Musk khả năng cao là sẽ khiến Twitter trở thành một công ty tư nhân không có trên sàn chứng khoán cho nên quý 2 sẽ không còn thông báo cho SEC nữa, đó là Tesla và Twitter chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới Amazon đi tại vì Amazon đó, hôm nay cũng đã đưa ra cái thông báo quý 1 nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái dự án có tên là 420 DAO. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thì token của 420 DAO đã được phát hành dưới dạng token ERC20 trên nền tảng của Avalanche với mức phí giao dịch cạnh tranh cùng tốc độ xử lý ổn định. Ý tưởng chính của 420 DAO đó là xây dựng một cộng đồng phi tập trung và đặt lợi ích tài chính và phi tài chính của các thành viên trong DAO lên hàng đầu. Cái số tiền mà các thành viên đầu tư vào 420 DAO đó của quỹ tài sản sẽ được dùng để có thể đầu tư vào các dự án phi tập trung tiềm năng, triển khai vào các nền tảng tài chính phi tập trung DeFi nhằm thu lợi nhuận tự động hoặc là phân phối tới các quỹ phòng ngừa rủi ro uy tín như là hedge funds. Tất nhiên, quyết định cuối cùng đầu tư vào đâu sẽ do chính các thành viên của 420 DAO, chính là những người sở hữu token 420 biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trên snapshot. Và để sở hữu token 420 đó thì các bạn hãy truy cập vào ứng dụng của 420 DAO tại địa chỉ app.420da.org trên màn hình desktop. Bước đầu tiên đó là bạn cần phải connect cái ví Metamask với Avalanche Network. Sau đó bạn nhập hai địa chỉ token của 420 như là trên màn hình. Lưu ý đó là địa chỉ thứ hai là địa chỉ của token 420 sau khi stake. S420 có nghĩa là stake 420. Và tại đây đây các bạn có thể thấy ba cái tab chính auction, stake và treasury. Một đó là để mua và claim token thì chọn tab auction. Thứ hai đó để stake token thì chọn tab stake. Thứ ba, để mà xem thêm cái thông tin về quỹ tài sản đó, thì chọn cái tab Treasury. Nếu cần thêm hướng dẫn đó về cách sử dụng app thì các bạn có thể click vào biểu tượng dấu hỏi ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Nhìn chung nó thì ứng dụng của 420 DAO khá dễ sử dụng ngay cả đối với những người lần đầu tiên tham gia. Và theo thông tin mới nhất đó, thì 420 DAO đã bắt đầu có những cái đề xuất đầu tiên trên snapshot để các thành viên cùng biểu quyết xem cái số tiền trong quỹ tài sản này đã sẽ được sử dụng như thế nào nhằm đem lại lợi nhuận cho các thành viên. Do đó đó đây là thời điểm thích hợp để các bạn có thể cân nhắc và tìm hiểu thêm về 420 DAO. Và nếu các bạn có cái hứng thú với phong cách đầu tư này và có cái hứng thú đầu tư dài hạn đó thì 420 DAO sẽ là một lựa chọn đáng cho các bạn tìm hiểu thêm. Thông tin chi tiết về dự án đó sẽ để ở phần mô tả của cái video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, 420 DAO thì khi mà vừa đưa ra thông báo quý 1 đó thì nói là bị lỗ và không như kỳ vọng dẫn đến nhiều người mới đầu đó khi mình nghe thông tin này thì họ nghĩ là công ty Amazon có thể là không làm ăn như là ý muốn tại vì có thể là bây giờ đó dịch bệnh cũng đã coi như là nhiều người cũng đã bắt đầu lãng quên rồi mọi người cũng đã bắt đầu một cái cuộc sống mới cho nên có thể là họ không còn mua đồ trên mạng nhiều như là lúc mà còn dịch bệnh nữa thì có thể dẫn đến là Amazon sẽ không có thu nhập như ý muốn và chúng ta có thể nhìn những cái bài báo đó thì viết là cổ phiếu của Amazon giảm và Amazon đang thấy được là cái sự tăng trưởng đó có thể là chậm nhất từ khi mà có bong bóng com nhưng mà khi nhìn kỹ hơn đó các bạn sẽ thấy được là đúng là cái thu nhập tính theo mỗi một cổ phần à, thì đã thấp hơn là kỳ vọng chỉ có 7 đô 38 cent trong khi kỳ vọng là tới 8 đồng 36 cent lận thì cũng đã thấp hơn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng thu nhập đó thì lại cao hơn 116,44 tỷ so với kỳ vọng là chỉ có 116,3 tỷ mà thôi Hơn một chút không nhiều nhưng mà vẫn là hơn Và chúng ta có thể thấy được là Amazon Web Services đó, có nghĩa là họ cung cấp những cái dịch vụ trên web như là dịch vụ đám mây đó Thì thu nhập cũng tăng 18,44 tỷ so với lại kỳ vọng chỉ có 18,27 tỷ mà thôi và thu nhập đến từ quảng cáo đó thì thấp hơn là kỳ vọng 7,8 tỷ so với kỳ vọng là 8,1 tỷ thì nói chung cũng không có tệ như là mọi người nghĩ cho nên đó, khi mà nhìn kỹ hơn thì lý do mà có một số bài báo để là Amazon lộ 7,6 tỷ đô la đó là liên quan đến một công ty có tên là Rivian thì Rivian đó là một cái công ty mà làm xe điện đó. Công ty Rivian này là một công ty mà làm xe điện cạnh tranh với lại công ty Tesla và Amazon là một trong những cổ đông lớn của công ty này. Họ lưu trữ ra bây giờ ước tính là khoảng 18% cổ phần của công ty Rivian này và công ty này đó thì cổ phiếu không có như là kỳ vọng các bạn đã thấy được là cổ phiếu đó từ khi mà chúng ta nhìn thấy là ở mức 129,95 đô thời điểm là tháng 11 của năm 2021 đó thì sau đó cổ phiếu cứ đi xuống và đi xuống mãi cho tới bây giờ đó là chỉ còn có 31 đô 17 cent mà thôi sau khi đóng cửa hôm nay lại xuống thêm nữa thì chúng ta có thể được là cái cổ phiếu này xuống rất là sâu luôn từ 129 đô xuống còn có 31 đô mà thôi và cũng giống như là các bạn là một công ty lưu trữ Bitcoin gì đó các bạn mà lưu trữ cổ phần công ty khác mà cổ phần đó mà cái giá đi xuống đó, thì coi như các bạn là phải trừ lỗ của công ty mặc dù chưa bán nhưng mà đó là cái luật của kế toán cho nên cái việc là Amazon phải chấp nhận lỗ 7,6 tỷ đô la tại vì đầu tư vào Rivian đó là tại vì liên quan đến kế toán nhưng mà thật ra công ty này đó thì cổ phần cũng không có như là mong đợi các bạn thấy cũng đã xuống rất là nhiều rồi. Thường nên thì thật ra chỉ mới thấy duy nhất có một chiếc xe truck của Rivian ở trên đường phố mà thôi. Chứ còn thật ra bây giờ ở Cali nói riêng đó thì những cái thành phố lớn như là chúng ta nói tới San Diego, chúng ta nói tới những thành phố quận Cam ở Los À, phần lớn đó thì hầu như là một trên 10 chiếc đã là Tesla bây giờ rồi không chỉ riêng là xu hướng đang chuyển về là lái xe điện mà xu hướng bây giờ đây là đang chuyển về để mà lái xe Tesla Tại vì nếu như bạn nào mà chưa lái xe điện thì có thể là cũng không có hiểu rõ được đó khi mà các bạn cần phải đi đường xa điều quan trọng nhất là cái mạng lưới chạc xe điện như thế nào và nhất là ở Hoa Kỳ đó thì mạng lưới chạc xe điện của Tesla rất là nhiều khắp nơi luôn hầu như thành phố nào cũng có chạc rất là nhanh và Tesla đó về việc sử dụng thì cũng rất là đơn giản đối với thuận và để một công ty xe mới đó thành lập rồi có thể bán và sản xuất được nhiều xe đó là một điều cực kỳ khó khăn luôn. Rivian đó là một công ty mới thì đương nhiên cũng phải trải qua những gì mà công Tesla cũng đã trải qua trước đây. Nhưng mà cổ phiếu thì không được tốt dẫn đến là Amazon cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là trong cái uh, cuộc thông báo tài chính này đó thì Amazon cho thấy được là cái sự tăng trưởng đó bây giờ thì chưa đâu nhưng mà cái quý 1 này đã vẫn còn ok nhưng mà có thể là quý 2 này giống như là Amazon đã kêu quý nhà đầu tư chuẩn bị sẵn quý 2 này có thể là không có tốt như quý 1 đâu tại vì cái sự ảnh hưởng đó sẽ có là ở quý 2 cái sự tăng trưởng ở quý 2 có thể là không bằng như quý 1 và sau khi nghe được những cái thông tin đó thì các bạn đã thấy được là cổ phiếu của Amazon đó cũng đã xuống 9,02% Hôm nay đó thì trong lúc mà đang giao dịch, phiên giao dịch thì không có sự thay đổi nhiều. Sau khi đóng cửa đó thì chúng ta đã thấy được cổ phiếu Amazon tiếp tục lao vực thêm Kế tiếp đó là công ty Apple và công ty Apple là một công ty mà làm cho nhiều người là cực kỳ bất ngờ luôn tại vì các bạn thấy được là hầu hết là công ty Apple đã hoàn toàn đạt được thành tích cao hơn kỳ vọng của những nhà đầu tư. Các bạn có thể nhìn về cái thu nhập tính theo mỗi cổ phần đó cũng cao hơn là kỳ vọng, tổng số doanh thu cũng cao hơn là kỳ vọng, các bạn thấy được là iPhone cũng bán nhiều hơn kỳ vọng. Chúng ta có thể thấy được là dịch vụ để mà chỉnh sửa máy đó cũng cao hơn kỳ vọng chúng ta thấy được là bán cái máy vi tính mac á, thì cũng cao hơn kỳ vọng ipad cũng cao hơn kỳ vọng và chỉ có một cái đó là khách hơn kỳ vọng đó chính là bán những cái phụ tùng khác giống như là bán đồng hồ apple vân vân thôi nhưng mà đây là một phần nhỏ của apple phần loại là iphone ipad máy vi tính macbook tất cả đều cao hơn kỳ vọng hết dẫn đến thu nhập cao hơn kỳ vọng luôn có thể thấy được là đây là một cái thu nhập mà làm cho mọi người bất ngờ và khi mà có thông tin này đó thì chỉ số Nasdaq cũng như là công ty Apple cũng có cái sự tăng trưởng. Nhưng mà sau đó đó thì CFO có nghĩa là tổng giám đốc tài chính của công ty Apple thì lại nói là nhưng mà đây là cái thống kê quý 1 mà thôi quý 2 đó tương tự như Amazon thì công ty Apple không có lạc quan lắm những cái gì chúng ta nói tới liên quan đến chiến tranh giữa Nga và giữa Ukraine liên quan đến cái sự ảnh hưởng của những con chip không có đủ để mà làm máy liên quan đến rất nhiều những điều khác như chúng ta thường hay nói tới đó về nền kinh tế nói chung thì cũng có thể có cái sự ảnh hưởng đối với công ty Apple cho nên quý 2 có thể đó là cái số lượng thu nhập của họ có thể giảm tới 8 tỷ đô la ngay sau khi mà CFO lên tiếng nói đó thì các bạn thấy được là sau khi đóng cửa Công ty Apple mặc dù là có một cái thu nhập tốt như vậy nhưng mà vẫn giảm 2,22% Và chúng ta thấy được là một công ty nữa là công ty Intel Intel đó thì cũng giống như là công ty Apple cũng đã có thu nhập cao hơn là kỳ vọng Chúng ta thấy được là tổng thu nhập là 18,3 tỷ so với kỳ vọng là 18,31 Thu nhập chính thức đó là 18,35 thì cao hơn kỳ vọng một chút Nhưng mà chúng ta thấy được là cũng tương tự như là chúng ta nói tới Amazon Chúng ta nói tới Apple mới đây là sau khi đóng cửa đó thì Intel vẫn giảm 3,93%, có thể nói được là những nhà đầu tư đang lo ngại là cái quý 2, có nghĩa là những gì chúng ta nghe ngày hôm nay liên quan đến Amazon hay là Twitter hay là Apple Intel vân vân đó những thu nhập này hoàn toàn không tệ thậm chí là còn tốt hơn là nhiều người kỳ vọng nữa là một cái quý 1 mà coi như là cũng không tệ nhưng mà ngược lại đó những cái điều được chia sẻ bởi những cái công ty này về quý 2 làm cho nhiều người lo sợ khiến cho là bây giờ tuy là có một quý 1 tốt nhưng mà các bạn thấy là sau khi đóng cửa vẫn đi xuống và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là cái chỉ số Nasdaq đó pre market bây giờ là đang giảm khoảng chừng là một phần trăm hiện tại thêm vào đó đó thì chúng ta đã thấy được một số thông tin liên quan đến công ty Meta, như là công ty Facebook đó thì họ tiếp tục chia sẻ là cái đơn vị Reality Labs đó, đơn vị này trước đây đó có tên là Oculus thì đơn vị này là đơn vị mà phụ trách làm cái MetaVerse cho công ty Meta Facebook đó thì đơn vị này tiếp tục thông báo là lỗ thêm 2,9 tỷ trong cái thời điểm này của năm ngoái đó, đã lỗ 1,8 tỷ rồi và các bạn thấy được thống kê đó là trong năm 2021 cho tới bây giờ đó tổng cộng là cái bộ phận này đã bị lỗ tới 10 tỷ đô la các bạn thấy được là trong đó đó 4 tỷ đô la à, là họ đã lỗ tại vì mướn nhân viên rồi sau đó phải nghiên cứu làm sao để làm được một cái metaverse cho các bạn thấy được là để có được một cái metaverse hoàn chỉnh ngay cả một công ty tập trung mà có cái nguồn tiền có thể nói là cực kỳ lớn như là công ty uh, Meta, công ty Facebook thì cũng chưa có thành công sau khi họ đã đổ tới 10 tỷ đô la rồi. Vì lý do đó đó nhiều bạn này hỏi thường là Thuận thích cái hệ thống Metaverse nào Mặc dù đó là Thuận thì vẫn tin là Metaverse sẽ là tương lai nhưng mà bây giờ đã vẫn còn quá sớm. Thuận thì chủ yếu là thích lưu trữ những cái uh, layer one, những cái nền tảng mà những cái Metaverse sẽ được tạo trên đó. Giống như chúng ta nói tới nền tảng của Ethereum, nền tảng của um, Cardano, Binance, Solana vân vân Thuận thích những nền tảng đó hơn. Tại vì dễ dàng để có thể là lưu trữ dài hạn hơn là chúng ta có thể lựa chọn một cái dự án metaverse vì lý do đó các bạn thì được là những công ty mà có số lượng tiền nhiều như là facebook vẫn chưa thành công sân khi độ có số lượng tiền lớn như vậy rồi nhiều người đó thì thích decentraland hay là thích sandbox thì đây cũng là hai cái dự án lớn nhưng mà thưa môn hỏi các bạn các bạn đã từng vào trong Decentraland đi mà đi dạo chưa? Thôi thì cũng lâu lâu vào đó thì cũng thấy là cũng khá là nhàm chán bây giờ. Thật ra đó để có được một cái metaverse hoàn chỉnh thì chúng ta còn rất là xa. Và bây giờ thì là không chỉ riêng là có những cái metaverse như là Decentraland hay là Sandbox chúng ta bắt đầu có thêm nhiều metaverse cũng như hệ thống khác nữa mà cũng đang nổi lên. Thôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm thông tin này một lát nữa. Và nhưng mà không chỉ riêng ở đây các bạn thấy được nhà đầu tư đó ngoại trừ là lo ngại quý hai thì khi vẫn tiếp tục lo ngại về cái sự ảnh hưởng của, của cuộc chiến giữa ukraine và nga đó thì cũng rõ ràng bây giờ là cuộc chiến này đã không nhanh như mọi người tưởng tượng các bạn cũng đã nhớ rất nhiều chuyên gia nói là cuộc chiến này có thể rất nhanh chóng trong vòng một tuần hai tuần là xong chúng ta bây giờ đã bước qua tuần thứ 9 rồi mà vẫn chưa có biết hồi kết là ở đâu và không biết kéo dài thêm bao nhiêu và hôm nay đó chúng ta đã thấy được là tổng thống joe biden của hoa kỳ À, đã hỏi quốc hội thêm 33 tỷ đô la để mà hỗ trợ dự khoan Và cái số tiền này đó là chỉ đủ để hỗ trợ dự khoan từ đây cho đến tháng 9 mà thôi Cái này được là chưa gì hết á Là Tổng thống Joe Biden đã nghĩ là chúng ta có thể kéo dài đến tháng 9 rồi Bây giờ chỉ mới có cuối tháng 4 mà thôi Thì nhiều người đó Thì về phương diện tài chính thì chỉ quan tâm đến việc là Cái cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng như thế nào Đó với việc là di chuyển hàng hóa Có thể dẫn đến khung hoảng ở châu Âu hay là không Và đương nhiên các bạn cũng đừng quên là chúng ta bây giờ đã bước qua cái tuần cuối cùng của tháng 4 rồi Và tuần sau đó là Fed, Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sẽ họp tháng 5 Và ngày họp là ngày 3 và ngày 4 Tây, mỗi lần là họp 2 ngày Thì sau đó đó chúng ta sẽ biết kết quả là ngày 4 Tây tháng 5 Tuần sau chúng ta sẽ biết là họ họp xong là sẽ có kết luận như thế nào Nhưng mà bây giờ tôi có thể chia sẻ với các bạn đó Là chúng ta nhìn vào hợp đồng liên quan đến lãi suất của Fed Thì các bạn thấy được là Hợp đồng liên quan đến tháng 5 đó bây giờ là 96,5% đã nghiêng về là Fed sẽ tăng 0,5%. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là phần lãi suất đó sẽ cộng thêm 0,5% sẽ dao động ở mức là 0,75 cho đến 1% trong cái cuộc họp thứ năm này. Hầu như thị trường cũng đã sẵn sàng chuẩn bị rồi. Nếu như mà Fed đó có hướng lên mà lại muốn tăng thêm con số đó nữa, tăng 0,75 hay tăng 1%. À, như là một số người trong Fed đề nghị đó thì thị trường sẽ tiếp tục là một màu đỏ nhưng mà ngược lại nếu như mà Fed lo ngại đó về những cái chúng ta mới vừa nói tới à, bây giờ đó các bạn thì là những cổ phiếu công nghệ đó đã đi xuống rất là nhiều rồi từ đầu năm tới bây giờ cộng thêm đó nữa là cuộc chiến vẫn đang xảy ra cộng vào đó nữa là chúng ta thì được là GDP quý 1 cũng đã giảm có thể là Fed sẽ không có tăng 0,5% mà chỉ tăng có 0,25% mà thôi. Điều này đó sẽ tốt cho thị trường có thể dẫn đến nhiều màu xanh nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ đây thì chuyên cũng đã có cái sự chuẩn bị là 0,5% sẽ là con số Fed đưa ra vào ngày 4 tây tuần sau dù sao đi nữa những gì thường chia sẻ với các bạn đó là liên quan đến thị trường chứng khoán mà thôi và chúng ta đang quan tâm đến tại vì chỉ số Nasdaq đó và giá của BTC có sự quan hệ rất là mật thiết và ngày hôm nay các bạn cũng thấy là hàng ngày đã lên xuống thì cũng cùng theo một xu hướng nhưng mà lên xuống bao nhiêu đó thì lại không có giống như thường đã thường chia sẻ với các bạn là nhiều cổ phiếu công nghệ bây giờ đó đã trả về con số mà dịch bệnh vừa mới xảy ra hồi tháng 3 tháng 4 năm 2020 sau đó đó nhiều cổ phiếu công nghệ tăng trưởng rồi đi ngược trở xuống bây giờ đã cái mức hầu như ngang hàng với lại thời điểm hồi tháng 3 tháng 4 của năm 2020 coi như chưa hề có cái sự tăng trưởng trong cái mùa dịch bệnh nhưng mà ngược lại BTC đó thời điểm đó chỉ có 5.000 đô mà thôi bây giờ vẫn ở cái mức là 39 40.000 đô thì chúng ta cũng đang thấy được là BTC cũng đã tăng 8 lần mặc dù đã đi xuống từ đỉnh cao nhưng mà vẫn tăng 8 lần từ thời điểm đó không giống như là những cổ phiếu công nghệ mặc dù là nhiều nhà đầu tư nghĩ đơn giản như vậy nhưng mà không phải đâu và ngày hôm nay mặc dù là chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán đó hầu như là không thích bất cứ một thông tin nào được chia sẻ đến từ những công ty lớn chúng ta mới nói tới nhưng mà những công ty đó, đó thì cổ phiếu đi xuống Bitcoin các bạn thấy được là nói chung trong vòng 24 giờ qua đó thì vẫn giữ nguyên hay là thậm chí tăng một chút đó là cái sự khác biệt ở đây Bitcoin vẫn tiếp tục cho chúng ta thấy được là có cái sự hỗ trợ đến từ những nhà đầu tư dài hạn và nói tới đây đó thì chúng ta tiếp tục thấy được là cái mối quan tâm đối với nhiều người bây giờ đó là cái sức mạnh của đồng đô la thông qua những chỉ số như là DXY thì chúng ta đã thấy được là DXY đó đã có cái sự tăng trưởng lớn gần đây và chỉ số này chỉ số mà so sánh đồng đô la với những đồng như đồng euro, đồng yen À, đồng đô la Canada vân vân đó để xem coi là đồng nào mạnh hơn thì gần đây đồng đô la đã đang rất là mạnh và các bạn thấy được biểu đồ trên màn hình đó đây là cái chỉ số đồng euro và đô la các bạn thấy được là chúng ta thấy rất rõ ràng khi mà cái đường này đi xuống nó nghĩa là đồng euro đang yếu đồng đô la đang mạnh và bây giờ nhiều người đó thì so sánh cái sự quan hệ giữa đồng đô la và bitcoin mỗi lần mà chúng ta được đồng đô la tăng trưởng mạnh đó, so với là những đồng khác đó thì chúng ta thì được là giá BTC đó sẽ trong những cái thời kỳ tích lũy đi hàng ngang thậm chí xuống một chút nhưng mà ngược lại khi mà đồng đô la yếu hơn đó, thì chúng ta thì được giá BTC để có sự tăng trưởng và nhiều người bây giờ tiếp tục so sánh là chúng ta thấy được cái mức này là cái mức tăng trưởng cao rồi chúng ta có thể được là còn cao hơn cái thời kỳ dịch bệnh vừa xảy ra năm 2020 nữa các bạn thì đó là cái lúc mà cái đường này đi xuống ở cái thời điểm này thời điểm đó đó là BTC nằm ở cái mức ngay đây và sau đó, đó thì chúng ta thấy được đồng đô la cũng đã có cái sự trả trở về và giá BTC đã có một cái sự tăng trưởng mạnh sau đó bây giờ nhiều người cho là đồng đô la đó đang sắp sửa đạt cái đỉnh mới có nghĩa là tiếp tục đi xuống thêm nữa so với những đồng lớn như là euro thì không biết là đồng đô la có thể đi tới khi nào đương nhiên là có thể là tiếp tục phá đỉnh mới và tiếp tục lập thêm đỉnh mới và lập thêm đỉnh mới nhưng mà nhiều người cho là tới một lúc nào đó đó có thể chúng ta cũng đã tới cái mức cao của đồng đô la rồi và ngay sau đó sẽ đi có sự tăng trưởng của BTC thì đương nhiên đây là cái hốc mà muốn chia sẻ với các bạn mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới nhưng mà ngược lại đó chúng ta có thể thấy là vẫn có rất nhiều những thông tin tốt tiếp tục hỗ trợ cái sự phát triển của BTC các bạn thấy được là giá hôm nay đó thì vẫn giữ được mặc dù là cổ phiếu chứng khoán à, của Nasdaq không giữ được nhưng mà giá BTC vẫn giữ được trên crypto nói chung nó thì cũng không có cái sự ảnh hưởng nhiều ngày hôm nay có một số đồng xuống nhưng mà cũng không phải là ảnh hưởng nhiều lắm nhưng mà chúng ta thấy hôm nay đó lại tiếp tục có thêm thông tin là Panama à, đã trở thành quốc gia thứ ba chấp nhận Bitcoin và chúng ta thấy được là ở Panama đó thì bây giờ chúng ta có thể dùng Bitcoin để mà mua bán cho hàng hóa dịch vụ và thậm chí đó nếu các bạn giữ Bitcoin có lời Panama đó thì sẽ không có tính tiền thuế và chúng ta thấy được là Panama đã trở thành quốc gia thứ ba chấp nhận Bitcoin rồi Chúng ta có thể thấy được Panama đó là nằm ở đâu Thì để thằng chia sẻ với các bạn đó Bên trên này Biểu đồ đó là các bạn thấy được là cái bản đồ này là bên trên là Canada kế đó là Hoa Kỳ Cái đó là Mexico Các bạn thấy được là sau đó chúng ta sẽ thấy những quốc gia như là Guatemala El Salvador Là quốc gia mà chấp nhận mình thường tiền tệ học pháp đầu tiên Rồi sau đó đó chúng ta thấy được là Nicaragua Costa Rica và Panama là nằm ngay đây. Đây là cái quốc gia mà đã chấp nhận Bitcoin thứ ba trên thế giới này. Và bây giờ ra trên thế giới Đây là một cái hình được chia sẻ trên Twitter Thì các bạn thấy được là thế giới có đen tối cấp mấy đi nữa Chúng ta đã bắt đầu thấy một số những cái màu cam xuất hiện Đương nhiên đây là El Salvador Đây là Panama chúng ta mới, mới nói tới Và đây là Cộng Hòa, Trung Phi Ba nước này là ba nước để chấp nhận Bitcoin như là tiền tệ hợp pháp Kế đó nữa thì ngân hàng Goldman Sachs tiếp tục tiến tới trong thị trường Bitcoin này và bây giờ Google Goldman Sachs đã đưa ra một cái dịch vụ và đã có cái giao dịch đầu tiên là sẽ cho dùng Bitcoin làm thế chấp để mà vay mượn. Thì chúng ta được là những cái công ty như là Nexo, BlockFi thì cũng có dịch vụ tương tự Nhưng mà Goldman Sachs là một ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ đã có thể chấp nhận Bitcoin như là một cái tài sản thế chấp để có thể vay mượn được Thuận đó thì uh, chưa từng thử những cái dịch vụ là các bạn lấy Bitcoin của mình để làm thế chấp Tại vì thứ lúc nào cũng uh, thấy là có hai điều thường không có thấy an tâm. Thứ nhất đó là giá BTC có thể lên xuống bất thường. Nếu như các bạn thường đó là à, gửi vào giống như các bạn gửi 10 Bitcoin đi, các bạn có thể mượn được cái số tiền tương đương với 5 Bitcoin, có nghĩa là các bạn thế chấp 10 mượn 5, có nghĩa là mượn hơn 50%. Sự như vậy thì lỡ như mà BTC đó thực sự rớt 50% như là các bạn thấy được là cũng đã từng xảy ra hồi tháng 5 của năm ngoái đó rất là nhanh rồi sau đó lại hồi phục trở lại và đạt đến mới nhưng mà lúc mà giá rớt cái gì đó có thể là các bạn sẽ bị thanh lý à, thì sẽ như thế nào các bạn thì cũng rất là nguy hiểm tại vì giá cả thực sự cũng vẫn còn đang dao động và thứ nhì nữa đó các bạn không muốn bán tại vì các bạn bán là phải đóng thuế ở Hoa Kỳ thì các bạn có thể là để vào dùng nó làm thế chấp rồi sau đó các bạn mượn tiền ra để mà sử dụng nhưng mà các bạn vẫn phải trả tiền lời hàng tháng cộng vào đó các bạn vẫn sẽ trả cái tiền vốn thì thường cảm thấy được là cũng không giải quyết được vấn đề gì các bạn vẫn phải đi kiếm tiền để mà trả cho vào à, và một điều nữa đó là các bạn cũng phải nghĩ được là nếu các bạn không dùng bitcoin của mình để làm thế chấp vay mượn đó, thì các bạn có thể là dùng số lượng bitcoin đó để gửi để mà lấy lại cho nên đó là những điều mà các bạn cần phải nghĩ đến khi mà các bạn dùng crypto làm thế chấp để mà vay mượn nhưng mà hôm nay thông tin tốt là Goldman Sachs đã có cái giao dịch đầu tiên dùng Bitcoin làm thế chấp để cho vay mượn tiền Nhưng mà không biết là khách hàng là ai Hy vọng không phải là Michael Saylor của Michael Strategy Và chúng ta thấy được là cho dù thị trường có lên có xuống ra sao Một trong những biểu đồ mà liên tục đạt đỉnh mới Đó chính là biểu đồ liên quan đến tốc độ đào của BTC các bạn thấy được là hàng ngày chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là tốc độ đào tiếp tục tăng lên, tiếp tục tăng lên Cái lúc mà đi xuống này đó, các bạn thấy những lúc mà đi xuống như vậy đó trên màn hình đó là những lúc rất là hiếm hoi Đây là cái thời điểm có cái tin tức là Trung Quốc cấm đào Cho nên nhiều thợ đào đã đóng máy đào lại rồi khỏi Trung Quốc Và sau đó họ đã đi tới những quốc gia mà cho họ thoải mái đào hơn như là ở Hoa Kỳ hay ở Texas Thì sau đó các bạn thấy được là tốc độ đào cũng đã hồi phục lại và đạt cái đỉnh mới ở thời điểm hiện tại Cho nên những thời đào đó thì vẫn tiếp tục đầu tư vào bảo vệ mạng lưới BTC. Và nói tới tài liệu on chain đó thì có hai cái biểu đồ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết, đây là biểu đồ đến từ Glassnode thì các bạn thấy được là mỗi một thanh này đó là đại diện cho một ngày. Thì các bạn đã thấy được là trong dòng cái thời gian dài đó là biểu đồ này là màu đỏ có nghĩa là chúng ta tính trung bình đó, thì cái số lượng Bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào. Chúng ta tiếp tục thấy được là Bitcoin càng ngày càng ngày càng rời khỏi những cái sàn giao dịch và chúng ta có thể nhìn rõ hơn đó khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu à, ở trên crypto khoan cái đường màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình nó tiếp tục và tiếp tục cắm đầu đi xuống càng ngày lại càng có ít bitcoin trên những cái sàn giao dịch hơn rất rõ ràng là chúng ta thấy được là giá cả trên sàn đã là định bởi người mua và người bán ngay thời điểm đó nhưng mà sau khi đó đó thì như thế nào rất rõ ràng là càng ngày càng có bitcoin sẵn sàng hơn những người mà thu bitcoin đó đã có dấu hiệu tiếp tục và tiếp tục tích lũy đem ra khỏi sàn và có một thông tin khác đó cũng khá là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Warren Buffett thì có một cái bài viết này đó được chia sẻ thì cái bài viết này đó đã là hồi tháng đầu tháng tư rồi cách đây khoảng chừng hai ba tuần nhưng mà thường cũng mới thấy là Warren Buffett một chuyên gia đầu tư mà nhiều bạn cũng khá là tôn sùng thì Warren Buffett đó là một trong những người mà chỉ thích đầu tư vào những công ty mà ông ta có thể hiểu được những công ty đơn giản ông ta hiểu được hay là ông ta có thể là à, nói chuyện với lại ban quản lý trước khi quyết định đầu tư và có số lượng tiền lớn cho nên phần lớn qua Warren chỉ thích đầu tư trước đây ra đầu tư vào những công ty như là những sản phẩm như là Coca-Cola hay là những sản phẩm liên quan tới vận chuyển hay là ngân hàng mà thôi nhưng mà gần đây đó thì Warren Buffett lại rất là chuyển qua để mà đầu tư vào những công ty công nghệ thì có thể là cũng đã thấy được một cái sự thay đổi trong suy nghĩ của Warren Buffett rồi. Trước đây thì Warren Buffett đâu có thích đầu tư vào công ty công nghệ đâu. Ông ta đặc biệt thích đầu tư vào những công ty mà có chia cái cổ tức. Những công ty công nghệ là phần lớn không chỉ cổ tức đâu tại vì họ lấy tiền đó để tiếp tục đầu tư để kiếm được thêm nhiều tiền hơn, sản xuất thêm nhiều hàng hóa hơn. À, nhưng mà các bạn thấy được là gần đây thì Warren Buffett cũng đã mua cổ phần của công ty HP nhưng mà thêm vào đó nữa đó điều đặc biệt là khi mà thuận nhìn vào cái kết cấu danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway đó thì các bạn thấy được là cũng có rất nhiều những cái công ty công nghệ như là các bạn thấy là Amazon, Blizzard Blizzard đã được mua lại bởi công ty Microsoft rồi và đặc biệt các bạn thấy được là Apple Apple bây giờ đây là chiếm cái phần trăm tỷ lệ trong danh mục đầu tư là 43,8% 43,8% của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway đó là năm trong cổ phiếu Apple, các bạn thấy được là rất là kinh khủng luôn. Có thể được là bây giờ đó hầu như là phân nửa cái danh đầu tư này ra là cổ phiếu công nghệ rồi. Có thể là Warren Buffett hay là Charlie Munger không thích công nghệ hay là nói là không hiểu nhưng mà đó là lời nói của người ta mà thôi. Các bạn đừng nên nghe những gì họ nói mà hay nghe những gì họ làm. Trên căn bản phân nửa danh đầu tư của Berkshire Hathaway đang nằm trong công nghệ rồi. Và các bạn cũng đã biết là Warren Buffett và mong monger đó thì hai người này ghét bitcoin và crypto như thế nào nhưng mà các bạn nên nhớ là sớm muộn gì sớm muộn gì amazon rồi công ty microsoft mua lại công ty blizzard và chúng ta nói những công ty như là apple những công ty này đã sớm muộn gì thì cũng sẽ có metaverse nft cũng sẽ mua bán nft cũng sẽ lưu trữ bitcoin crypto mà thôi sớm hay muộn điều đó cũng xảy ra thì cho dù là bọn mà thích hay là không thích đó, thì cũng phải chấp nhận đó là sự thật đó là tương lai một thông tin khác nữa đó thì thông tin này là thông tin liên quan tới uh, thị trưởng của New York là Eric Adams. Thì đây là một thị trưởng mà rất là yêu thích Bitcoin và crypto các bạn cũng đã biết rồi. Thì thị trưởng Eric Adams đó, bây giờ là lên tiếng kêu gọi là xóa bỏ cái luật bit license ở tiểu bang New York. Thì đây là một cái luật đã có rất lâu rồi Các bạn nên biết đó là phần lớn những công ty liên quan đến crypto đó là không muốn làm việc với New York Tại vì cái luật bit license này thì khác với là những tiểu bang khác giống như là ở Cali ở bất cứ một tiểu bang nào đó các bạn chỉ cần là đăng ký là một doanh nghiệp các bạn làm đủ thủ tục để mà mở một sàn giao dịch hay dịch vụ liên quan đến crypto đó là có thể hoạt động được nhưng mà ở tiểu bang New York các bạn cũng phải làm như vậy cộng vào đó nữa các bạn phải đi xin một cái bằng gọi là bit license không có bằng bit license này đó thì không thể hoạt động ở New York và cái bằng này đó là cực kỳ khó xin luôn cho nên vì lý do đó đó nhiều sàn không hoạt động ở New York và bây giờ đó Eric Adams nói là cái luật này đó thì làm trở ngại việc phát triển của công nghệ ở New York và kêu gọi là xóa bỏ đương nhiên Eric Adams chỉ là một thị trưởng mà thôi tuy là thị trưởng của thành phố lớn là New York nhưng mà sự ảnh hưởng nó không biết là đến đâu và ông ta cũng là một thị trưởng mới nhưng mà tôi cũng hy vọng là bị license được xóa bỏ và kế đó là chúng ta nói tới đồng app đi thì đồng app đó một số bạn rất là khó thú trong vòng hai ngày nữa đó là sẽ bắt đầu mở bán đất ở trong cái hệ thống Metaverse của đồng Fcoin này và để mua được đất ở trong Metaverse của đồng Fcoin này đó các bạn phải sử dụng đồng Fcoin và đây là lý do là sao mà nhiều người nói là gần đây đó đồng Fcoin lại tiếp tục tăng và tiếp tục tăng như vậy và các bạn thấy là trong cái thời điểm này đó đồng Fcoin đã vừa đạt được cái đỉnh mới cách đây 7 tiếng đồng hồ ở mức là 26 đồng 70 sen chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ mở bán đất ở trong cái Metaverse này nhưng mà các bạn nên cũng cẩn thận tại vì lúc nào chúng ta cũng thấy hiện tượng là buy the rumor sell the news nghĩa là mua tin đồn bán tin thật mua trước khi mà bắt đầu có mở bán đất ở trong metaverse thì cũng có khả năng là đồng này cũng sẽ bị hồi phục lại trả về khi mà người ta bán trước khi mà mở bán đất ở trong metaverse và những người nào mà lưu trữ NFT của uh, Bo App Yacht Club hay là Mutant App Yacht Club đó thì sau 3 tuần có thể là claim đất free ở trong cái metaverse này và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái thông tin mà cũng khó hiểu à, những mà nào mà theo dõi thị trường này đó 3 năm trước thì cũng đã nhớ là hệ thống telegram đó, telegram mà các bạn sử dụng thường xuyên trong crypto này đó thì có một cái đồng mà họ muốn phát hành trước đây gọi là telegram open network hay là cái đồng ton ton này Đồng này đó, à, đã bị SEC cấm và không cho phát hành. Sau đó thì họ cũng đã trả tiền lại cho những nhà đầu tư và cuối cùng là không phát hành đồng thon này. Nhưng mà bây giờ đó thì à, lại có một cái đơn vị khác phát triển đồng thon này. Thì bây giờ họ tích hợp đồng thon này vào trong ứng dụng của họ. Và theo thông tin đó thì 550 triệu người ở trên à, Telegram có thể à, sử dụng ứng dụng này để mà gửi và nhận đồng thon này và cũng có thể dùng cái wallet bot để mà mua Bitcoin và hiện bây giờ đã có 800.000 người à, đã bắt đầu sử dụng cái ví và di chuyển đồng thon này qua lại rồi. Thôi thì không biết là SCC có những cái suy nghĩ gì nếu quan đến thông tin này và không biết là cái đội đứng sau lưng đồng thon này là ai tại vì không còn là của Telegram nữa chứ nếu không là đã bị kiện rồi. Và đây là cái thông tin cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và ngày mai đó Thuận bận một số công việc cho nên sẽ không có video để mà chia sẻ với các bạn Thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày kế tiếp Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi gen Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia Tham mô link của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.